Xin chào mừng các bạn đến với talk show Ghế Đỏ. Thì mình thì đang có mặt tại phòng thu của đội huấn luyện viên Thu Phương ngay trước thềm chung kết của Giọng Hết Việt. Hy vọng là nói đến đây thì các bạn đã đoán ra nhân vật còn lại sẽ ngồi trên chiếc ghế đỏ là ai. Xin chào mừng bạn đến với Ghế Đỏ. Bây giờ mời bạn giới thiệu về bản thân mình trước. Chào các khán giả của YANNEWSTUBE, mình là Hoàng Dũng. Hiện tại thì mình đang là thí sinh của chương trình Giọng Hát Việt, đội huấn luyện viên Thu Phương. Ở cái thời điểm này thì phải nói thêm là thời điểm rất là nhạy cảm. Chỉ còn khoảng 2-3 ngày nữa sẽ biết là ai là quán quân. Cái cảm xúc của bạn hiện tại như thế nào? Hiện tại thì mình cũng khá là yên tâm và cũng khá là hài lòng rồi. Bởi vì là những gì mình làm, những gì mình làm được, còn những gì bản thân mình có thì mình đã chứng tỏ hết ở trên sân chơi rồi. Kết quả như thế nào thì có lẽ là nó là phụ thuộc vào khán giả, và mình và huấn luyện viên thì hoàn toàn tôn trọng quyết định của khán giả thôi. Bạn có nghĩ đến chiến thắng không ạ? Cái này hỏi thật, khoan nói về việc là khán giả quyết định hay là giới chuyên môn quyết định. Dĩ nhiên là cái điều đấy mình chắc chắn mình nghĩ là ai cũng sẽ mong muốn rồi. Tuy nhiên thì là mình cũng đặt bản thân mình vào trong cái thực tế của cuộc chơi thì mình cũng cảm thấy là mang một cái tinh thần thiện chí và cống hiến thì có lẽ là cuộc chơi nó sẽ vui vẻ và nó thoải mái hơn. Nhưng mà giả sử nghĩ ra một con số, cơ hội để bạn đoạt cái giải, cái vị trí cao nhất là bao nhiêu phần trăm? Có lẽ mỗi thí sinh sẽ nắm trong tay khoảng 25%. Mình nghĩ là cái sự chênh lệch nó không nhiều. Nếu mà chọn chỉ chọn một người làm quán quân, bạn sẽ bình chọn cho ai? Dĩ nhiên là mình thì có nhiều sự hiểu về bản thân mình nhất, chắc chắn là mình sẽ chọn mình rồi. Quá hay. Nhìn lại thì bạn đã đến với cuộc thi The Voice Giọng Hát Việt như thế nào? Bạn đã luôn mong muốn trở thành một ca sĩ hay không? Thì lúc đó rất là tình cờ thôi, một cái lời mời của một người bạn là mày đi thi Giọng Hát Việt đi. Thì lúc đầu cũng hơi băn khoăn, cũng có một chút lấn cấn. Nhưng mà sau đó thì có lẽ là trời xui đất khiến nào đó mà đúng cái hôm đi thi thì tất cả mọi công việc lại hoãn. Mình cảm thấy nó là một cái điều mà có lẽ là có duyên với cái chương trình. Sau đó để trở thành ca sĩ hay là mình bước tiếp trên con đường như thế nào thì mới bắt đầu hình thành trong cuộc thi thôi. Chứ trước đây thì cũng có niềm đam mê nhưng mà chưa rõ ràng. Thì mình được biết là bạn học ngoại thương đúng không? Tức là nếu không có Giọng Hát Việt thì sẽ không có ca sĩ Hoàng Dũng. Cũng có thể nói là như vậy. Bạn sẽ định trở thành gì nếu không phải là ca sĩ ạ? Mình sẽ tiếp tục học hết ngành mà mình đang học, đó là ngành kinh tế. Có thể sẽ hoạt động trong một ban nhạc với tư cách là một người viết nhạc cho các ca sĩ, nếu như là mình đang cố gắng theo đuổi cái con đường đó. Một cái cuộc thi ca hát như thế này thì đã thay đổi bạn như thế nào? Giọng Hát Việt phải nói là một bước đệm rất lớn với mình. Nó thay đổi giọng hát, tư duy âm nhạc, cũng như là cho mình thấy được nhiều hơn được cái sự muôn màu của thế giới showbiz. Mình cảm thấy mình trưởng thành hơn nhiều sau cuộc thi. Theo bạn thì thị trường đang thiếu đủ những gì? Và bạn nghĩ là bạn sẽ nằm ở phần nào của thị trường? Với một cái người học về kinh tế và mình đoán là bạn sẽ có một số các phân tích. Thị trường âm nhạc bây giờ có lẽ là đang hơi thừa cái sự kịp thời. Tức là các ca sĩ bây giờ rất kịp thời, rất quá. Kịp thời ra, nhưng mà có lẽ là cái sản phẩm đó khán giả tiếp thu quá nhanh. Vì thế họ thích nhanh thì họ cũng sẽ chán nhanh. Và mình nghĩ rằng là cần có một cái sự kéo lại, hãm lại một chút để mà cho âm nhạc nó có một vị trí nhất định. Mình nghĩ rằng là những cái dòng nhạc mà mang chất một chút thì có lẽ là nó sẽ đang cần thiết trong cái thời buổi bây giờ. Giọng Hát Việt cũng là một cái vòng quay đào thải khá nhanh. Tức là theo hàng mỗi tuần thì các nghệ sĩ sẽ có một cái ca khúc mới, nhưng sau đó thì họ lại có một cái khúc nữa tiếp theo trong tuần tiếp theo. Nhìn lại bạn thấy bạn thích nhất phần biểu diễn nào? Mỗi một ca khúc mình hát ở vòng tiếp theo thì mình luôn đặt mục tiêu là làm thế nào để thể hiện hay hơn vòng trước. Bản thân mình thì cảm thấy là ca khúc Yếu Đuối vừa rồi thể hiện ở đêm chung kết có lẽ là ca khúc mà làm mình cảm thấy hài lòng nhất. Thế có ca khúc nào mà bạn nghĩ là nếu bạn làm lại thì bạn sẽ làm tốt hơn? Có lẽ là Liên Khúc Chưa Bao Giờ. Nếu như được làm lại một lần nữa thì có lẽ mình sẽ có thể làm cảm xúc hơn. Chúng ta vừa nói về sự đào thải trong showbiz hiện tại, đào thải quá nhanh, một tác phẩm cũng trôi qua nhanh, nghệ sĩ làm tác phẩm cũng nhanh. Thế thì bây giờ đã gần đến cái trận đích, nếu mà cái ngôi vị quán quân không phải là quan trọng nữa, vậy bạn sẽ chọn đi theo hình tượng nào? Thì mình sẽ vẫn theo một hình tượng là một người có thể sáng tác nhạc, có thể tự chơi nhạc, hoặc là có thể hát những cái ca khúc của mình, những cái ca khúc mà thiên về cảm xúc nhiều hơn. Bạn nhìn vào những cái nghệ sĩ đã đi trước của bạn, bạn nghĩ là bạn sẽ cái hình tượng đó sẽ gần giống với ai? Hay là bản thân bạn có thần tượng ai không?
Mình thì không quá cổ suý hay là thần tượng đến mức điên cuồng một một cá nhân ai cả. Còn trong thị trường âm nhạc bây giờ thì mọi người cũng đã thấy có rất nhiều nhạc sĩ trẻ, nhạc sĩ ca sĩ trẻ vừa hát vừa sáng tác, ví dụ như là Vũ Cát Tường, là Hoàng Tôn, là Phạm Toàn Thắng, Tiên Cookie, những cái tên tuổi như thế. Thì mình nghĩ rằng là những cái bộ phận ca sĩ nhạc sĩ như thế có lẽ nó cũng khá là phù hợp với cái tượng mà mình đang theo đuổi. Ví dụ như bạn về đội của anh Đàm Vĩnh Hưng chẳng hạn, cái trông bạn sẽ như thế nào? Quần áo có thể là rất là lộng lẫy. Nhược điểm của bạn là gì? Tại sao mà mặt mình nó cứ đơ ra như thế? Trong giọng hát Việt thì tất nhiên mọi người sẽ nói về bài hát nhiều, giọng hát nhiều. Bạn tự thấy là với tư cách là một người sẽ đứng trước đám đông, sẽ là người của công chúng, nhược điểm của bạn là gì? Lúc trên sân khấu thì bản thân mình không hề nhận ra, nhưng đến lúc xem lại thì mình phát hiện ra một điều là tại sao mình, bản thân mình là một người muốn hát những ca khúc tự sự, những ca khúc về cảm xúc, tại sao mà mặt mình nó cứ đơ ra như thế? Thì có một điều đấy là mặt của mình không, mặt của Hoàng Dũng không biểu lộ được nhiều cảm xúc trên sân khấu, và mình nghĩ là cái điều đấy là điều mình phải khắc phục. Nếu mà ngay từ đầu bạn không phải thuộc đội của huấn luyện viên Thu Phương mà lại về hoặc là Mỹ Tâm hoặc là anh Đàm Vĩnh Hưng hoặc anh Tuấn Hưng, bạn nghĩ là bạn có khác không? Chắc chắn là sẽ khác rồi. Bởi vì là trong cuộc thi thì huấn luyện viên đóng vai trò là một người định hướng. Nhất là với cái độ tuổi của thí sinh năm nay thì cũng còn khá là trẻ. Vì thế nên là mình nghĩ rằng hầu hết các thí sinh khó có thể tìm được cái hướng đi chủ động cho mình. Thế nên là nếu như mà vào đội của huấn luyện viên khác thì chắc chắn là mình sẽ có một cái hướng đi khác. Hoặc là sẽ có một cái hình tượng khác hoặc là phong cách khác, mình nghĩ như vậy. Ví dụ như bạn về đội của anh Đàm Vĩnh Hưng chẳng hạn, thế trông bạn sẽ như thế nào? Quần áo có thể là rất là lộng lẫy. Mình cũng không rõ là nếu mà vào đội anh Đàm anh Đàm sẽ chú trọng những ca khúc như thế nào. Còn anh Tuấn Hưng? Anh Tuấn Hưng thì có lẽ là sẽ xây dựng cho mình một hình tượng đàn ông trưởng thành kiểu gentleman, xong rồi hát một số, hát những cái ca khúc mà rất là tình cảm kiểu như vậy. Còn cuối cùng là Mỹ Tâm? Nếu như mà được vào đội chị Mỹ Tâm thì có lẽ là cũng sẽ là một hình tượng mà chiều lòng được công chúng, trẻ hơn, cũng như là nó mang cái hướng giải trí và nó thị hiếu nhiều hơn. Thế mình cũng đang định hỏi là nếu mà bản thân bạn đặt vào từng người, bạn lại thấy bạn có thể trở thành những hình ảnh hơi khác nhau, thế thì bao nhiêu phần trăm của tất cả những hình ảnh đấy sẽ là bạn, là cái kiểu thực sự mà bạn có? Mình nghĩ là sẽ có khoảng 50%. Nhưng mà mọi người vẫn nói rằng là thường là cái tôi của nghệ sĩ phải rất cao thì họ mới có thể thể hiện được bản thân trong cái sự nghiệp hay là với công chúng khán giả. 50% có hơi ít không? Mình nghĩ 50% là con số vừa đủ. Mặc dù là một cuộc thi âm nhạc, nhưng mà giọng hát Việt nó cũng là rèn luyện cho mình sống trong một môi trường tập thể, cũng như là làm việc tập thể. Sống trong một môi trường như thế thì đòi hỏi là mình phải có quan điểm cá nhân, tuy nhiên cũng phải biết lắng nghe tập thể và tôn trọng ý kiến của nhau, thì mình nghĩ rằng là dung hòa những cái như thế. Chúng ta đang nói đến giai đoạn bạn cũng là một nghệ sĩ rất là trẻ, bạn còn chưa đến 20 tuổi đúng không? Và bạn cũng đang ở một cuộc thi mà gần như cuộc thi đầu tiên dài hơi với chính bạn, cho nên là cái câu chuyện 50% là cái tôi cá nhân thì là vừa đủ. Nhưng bạn có nghĩ là khi bạn bước ra khỏi cuộc thi thì bạn sẽ lại phải dùng đến 100% cái tôi hay không? Hay là nó sẽ luôn có một cái công thức nào đấy của người nghệ sĩ khi đứng trước đám đông? Cái đó thì mình nghĩ rằng là mình cũng phải rèn luyện thêm nhiều. Bởi vì là thực sự khi mà trong cuộc thi thì có thể huấn luyện viên sẽ là những người thầy của mình, nhưng mà sau khi ra khỏi cuộc thi rồi mình là những người nghệ sĩ. Mình nghĩ rằng là mình sẽ vẫn phải dùng 100% những cái gì của bản thân mình thôi. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mình sẽ hoạt động đơn độc, hoạt động một mình. Và bên cạnh đó cũng sẽ có những sự trợ giúp khác, và để sao cho bản thân mình được hoàn thiện nhất. Bởi vì giọng hát Việt cũng là một quá trình để mình hoàn thiện bản thân. Đúng là một chàng trai học kinh tế, bởi vì là có vẻ rất lý trí trong việc nói về cái tôi của bản thân. Bây giờ quay về cái câu hỏi cuối. Thực ra thì tôi đoán là tất cả những thí sinh ở cái thềm mà rất là gần với cuộc thi chung kết chỉ có một cách duy nhất là không tạo ra áp lực cho mình bằng cách là ok, nếu không được quán quân, không phải vị trí cao nhất thì thôi, đúng không? Thì vẫn là một cái bước khởi đầu đã tốt đẹp rồi. Bạn đã có những kế hoạch ngay tiếp theo chưa? Trước mắt thì kế hoạch của Dũng đó là ra mắt một số sản phẩm liên quan đến giọng hát Việt, có thể là những ca khúc mình đã thể hiện rồi, hoặc là những cái ca khúc ví dụ như là ca khúc Yếu đuối vừa xong. Thì đó là những cái lời cảm ơn cũng như là lời tri ân đến tất cả khán giả.
đã đồng hành, đã ủng hộ Hoàng Dũng trong suốt cái chặng đường giọng hát Việt. Và sau đó những cái chặng đường tiếp theo thì có lẽ là cần thêm một bước tiến nữa, cũng như là cần thêm một sự suy nghĩ nữa để quyết định xem là cái bước tiến dài hơn thì mình sẽ làm những gì. Nếu bây giờ phải hát một câu bất kỳ này ra ngay trong đầu bạn thì đó sẽ là: vì đã có lúc trái tim anh từng yếu đuối. Tại vì thì mình rất là hay yêu cầu mọi người hát, bởi vì ghế đỏ có một khả năng là sẽ ai hát mà a cappella mà không có nhạc ấy, sau đấy bản này sẽ thành hit. Nói đùa một chút thôi. Hôm nay thì rất là cảm ơn Hoàng Dũng ngay trước cái thềm chung kết là bạn vẫn dành thời gian cho ghế đỏ. Và mình tin chắc một điều, nếu bạn vẫn tiếp tục theo nghề này, vẫn tiếp tục ra nhiều cái sáng tác, thì chúng tôi sẽ còn gặp lại bạn trên ghế đỏ trong một cái phần phỏng vấn với tư cách là không phải một thí sinh tham gia cuộc thi mà sẽ là một ca sĩ chuyên nghiệp. Cảm ơn bạn đã đến với ghế đỏ.